Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM vừa triệt xóa đường dây chuyên tổ chức sản xuất kinh doanh găng tay y tế giả với số lượng lớn. Qua kiểm tra, phát hiện đối tượng Thạch Thị Hoa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại thiết bị TTH, địa chỉ tại phường 3, quận Tân Bình, có hành vi cầm đầu, chỉ đạo tổ chức sản xuất, kinh doanh găng tay y tế giả các thương hiệu nổi tiếng với số lượng lớn để bán xuất khẩu ra nước ngoài. Kiểm đếm hiện trường có 2.370 thùng găng tay đóng gói sẵn tương đương 2,3 triệu chiếc, trị giá trên 3 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận hoạt động từ giữa tháng 7 và đã tuồn ra thị trường 180 thùng găng tay y tế giả để thu lợi bất chính. Công an TP HCM cho biết, hành vi kinh doanh găng tay, khẩu trang giả, kém chất lượng, đã qua sử dụng, dễ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Thời gian tới, sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ tích trữ các mặt hàng ngành y tế, lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để trục lợi.